Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap video ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ 15 phút tối ở Cali Ở Việt Nam đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và hôm nay đó chúng ta có rất nhiều những thông tin để bật các bạn Chúng ta có cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay Đó chính là Chủ tịch SEC Gary Gensler đã đến Quốc hội Hoa Kỳ Và cũng như là nhiều bạn mong đợi đó hôm nay Crypto trở thành một đề tài rất là nóng ở Quốc hội các bạn Và những gì đã xảy ra và nó có ý nghĩa như thế nào à, Thuận cũng đã chia sẻ nhiều cái clip quan trọng với các bạn liên quan đến crypto nhưng nhưng mà thuận lúc mà làm clip đó cũng đã cố gắng dịch lại một cách mà dễ hiểu nhất theo cái hiểu của thuận nhưng mà nhiều khi xem những clip ngắn trên mạng xã hội đó, đó thì các bạn cũng sẽ không có hiểu hết cũng sẽ cố gắng chia sẻ clip và chia sẻ những gì mà các bạn nên biết chúng ta cũng có hàng loạt những thông tin liên quan tới spot ETF các bạn có rất nhiều động tĩnh chúng ta cũng có tin tức liên quan tới Evergrande và cũng có rất nhiều bạn hỏi thuận là thứ sáu này có khả năng nếu như mà không có một cái văn bản chi tiêu được thông qua tại quốc hội thì chính phủ hoa kỳ sẽ tầm nhưng hoạt động Điều này có ý nghĩa gì đối với lại thị trường tài chính tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này Và như các bạn đã thấy trên màn hình đây, đây chính là tấm hình của Chủ tịch Gary Gensler ngày hôm nay Khi mà ông tới bước hội các bạn một góc nhìn cũng khá là thú vị Ai ngồi rất là gần ông đã chụp tấm hình này Và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu cùng như thường lệ để chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán ngày hôm nay thì các bạn đã biết là chứng khoán nó cũng đã có một cái sự đi xuống không hề nhỏ từ tuần vừa rồi cho tới bây giờ thì chúng ta đã thấy hôm nay đó, thì không có nhiều cái sự thay đổi khi chúng ta nhìn vào pre market nhưng mà chúng ta nhìn vào chứng khoán ngày hôm nay đó, thì các bạn thấy đã kết thúc chỉ số nasdaq đã hồi phục lại là 0.22% trong khi mà dow jones thì là tiếp tục xuống nữa các bạn xuống 0.2% và s&p 500 đó thì không thay đổi nhiều hợp đồng của dầu đó chúng ta thấy là tiếp tục tăng các bạn bây giờ mức là 94 đô 55 cent cho một thùng dầu rồi đây là một con số tăng tăng trưởng mà chúng ta cũng đã lâu rồi không thấy khi mà chúng ta nhìn vào giá của dầu đó cái mức 94 đô 55 cent này đó là chúng ta đã không thấy hơn một năm rồi các bạn nếu chúng ta trở về 5 năm đó thì cái lần cuối cùng chúng ta thấy mức giá này là khoảng tháng 7 của năm ngoái và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của vàng thì sao hợp đồng của vàng ngày hôm nay thì lại giảm các bạn bây giờ đã dưới 1.900 đô rồi một trong những điều có thể là làm cho nhiều bạn cảm thấy an ủi đó chính là chúng ta nhìn thấy được là ít ra giá của Bitcoin hôm nay không thay đổi nhiều và TVM là thậm chí còn tăng nhẹ nhưng mà trước khi chúng ta nói về crypto ra thì chúng ta sẽ nói tới một thông tin lớn thuận vừa nhận được đó chính là liên quan tới Evergrande các bạn chi tiết hơn đó là cổ phiếu của Evergrande đã tạm ngưng giao dịch thêm một lần nữa vì lý do là bây giờ đó cái người mà quản lý công ty này đó CEO đã đang bị giám sát các bạn và cách đây không lâu thường nhớ là khoảng một tuần đó thì một lần nữa họ lại đã không thể trả nợ đúng hạn và cái con số họ không thể trả đó theo ước tính đó chính là cái nợ khoảng 4 tỷ nhân dân tệ có nghĩa là khoảng 547 triệu đô la họ đã không trả đúng hạn các bạn và sau đó chúng ta lại nghe thông tin là cái chủ công ty này đã CEO đã bị giám sát và chúng ta đã thấy được bây giờ đã chứng khoán lại một lần nữa ngưng hoạt động. Tôi nói là một lần nữa tại vì nếu như chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Evergrande thì các bạn đã nhớ là bắt đầu từ khoảng chừng đầu năm ngoái đó chúng ta bắt đầu nghe những cái thông tin lụp sụp liên quan tới Evergrande bắt đầu à, từ đầu năm ngoái. Nhiều người lo lắng là cái sự sụp đổ của công ty thì dẫn đến sự sụp đổ của kinh tế toàn cầu à, và chúng ta đã thấy là sau đó đó thì cổ phiếu Evergrande đã ngưng giao dịch một thời gian dài từ khoảng chừng tháng 3 của năm 2022 mà hay chỉ đến tháng 8 của năm nay các bạn. hồi tháng 8 của năm nay đó là mở cửa cho giao dịch trở lại sau khi mà cổ phiếu chúng ta nhìn thấy được là cái mức cao là hồi tháng 7 năm 2020 đúng đó đạt mức là 25 đô la. 25 đô la mà xuống tới tháng 8 chỉ còn có 1 đô 65 cent trên một cổ phần mà thôi và khi mà mở cửa dịch lại đó sau hơn một năm không giao dịch thì các bạn nghĩ chuyện gì xảy ra hàng loạt người ào ạt bán các bạn để dẫn đến cổ phiếu từ một đồng sáu mươi lăm sen xuống tới mức hiện tại chỉ còn có ba mươi hai sen mà thôi có nghĩa là giảm khoảng chừng năm lần các bạn khi mở cửa trở lại hồi tháng tám đó cổ phiếu đó xuống năm lần và ngày hôm nay đó lại ngưng hoạt động nữa thì rất nhiều người lo lắng tại vì chúng ta thấy là đây là công ty liên quan tới đầu tư bất động sản lớn thứ nhì ở Trung Quốc và các bạn nên hiểu là cái ngành bất động sản ở Trung Quốc đó chiếm cái phần trăm rất lớn cho GDP khi mà chúng ta thống kê đó thì cái ngành bất động sản ở Trung Quốc đó chiếm khoảng chừng là 30% của tổng sản lượng quốc nội của Trung Quốc là một ngành hoàn toàn không hề nhỏ và công ty Evergrande là công ty lớn thứ nhì cho nên khi chúng ta nghe nói tới một công ty như vậy đó trên bờ vực sụp đổ thì nhiều người liên tưởng tới là Lehman brother các bạn Tại vì đương nhiên công ty Evergrande mà sụp đổ đó không thể trả nợ được Thì những ngân hàng cho họ vay những công ty nhỏ hơn liên quan đến họ sẽ là sao Và công ty này đã bây giờ ước tính họ đang nợ tổng cộng là 328 tỷ đô la hồi đang có cái nợ là 328 tỷ đô la các bạn Thì con số này đó khi chúng ta nói tới Lehman Brothers Cái công ty mà đã sụp đổ năm 2008 dẫn đến suy thoái toàn cầu đó thì nó so sánh ra sao các bạn Khi chúng ta nói tới Lehman Brothers thì công ty này lúc đó nợ tổng cộng là 600 tỷ đô la 600 tỷ đô la năm 2008 Khi chúng ta tính cái phần trăm lạm phát tới bây giờ đó Thì 600 tỷ đô la năm 2008 tương đương với cái mức hiện tại là 730 tỷ thì điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là tuy công ty evergrande là công ty rất là lớn và đương nhiên công ty này gặp vấn đề sẽ dẫn đến nhiều cái vấn đề khác các bạn nhưng mà nó sẽ không lớn như là lehman brothers thường không có nghĩ là công ty này đó nó sẽ tương tự như vậy đâu tại vì cái số nợ mà họ nợ đó so với lại lehman brothers thì con số khác rất là xa các bạn lehman brothers lúc mà sụp đổ đó là cái nợ đã gấp đôi evergrande luôn nhưng mà chúng ta cũng đã biết là trung quốc nếu như mà nền kinh tế chậm lại đó sẽ khiến cho ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia các bạn không biết là rất nhiều bạn quan tâm đến chính trị, nhất là chính trị liên quan tới Hoa Kỳ hay là Trung Quốc. Nhưng mà đây là một kênh chuyên về đầu tư và thường có thể nói với các bạn Hoa Kỳ bây giờ là nền kinh tế lớn nhất thế giới Trung Quốc. Ở nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới Hoa Kỳ là một quốc gia mà tiêu thụ rất nhiều hàng hóa từ khắp nơi trong đó có luôn cả hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là nơi mà sản xuất rất nhiều hàng hóa các bạn một trong hai nền kinh tế này vấn đề đó thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia khác cho nên đối với một người đầu tư dài hạn thì uh, các bạn không muốn bất cứ vấn đề gì xảy ra cho nền kinh tế ở Hoa Kỳ hay là Trung Quốc đâu Thông sẽ tiếp tục chia sẻ khi mà có thêm thông tin mới liên quan tới Evergrande đây là một cái sự kiện chúng ta đã nói trong vòng cả năm qua rồi các bạn rồi bây giờ chúng ta chuyển qua nói tới Bitcoin đi thì các bạn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay đã giá cả không thay đổi nhiều so với hôm qua Đặc biệt là ngày hôm nay đã có vài đợt các bạn giá đã lên tới mức là 26.800 đô Và cách đây khoảng chừng là một tiếng đồng hồ đó giá một lần nữa đã đẩy lên tới mức là khoảng 26.500 đô, 600 đô Thì hôm nay đó giá cả tăng tới mức này cũng rất là thú vị Một điều các bạn nên biết đó chúng ta bây giờ đã gần kết thúc tháng 9 rồi, còn 3 ngày nữa mà thôi. Và kết thúc tháng 9 cũng đồng nghĩa là kết thúc quý 3 này các bạn. Và thường đó chúng ta quan tâm đến những cái đợt mà đáo hạn cuối tháng của hợp đồng option, nghĩa là quyền chọn các bạn, hợp đồng quyền chọn mà đáo hạn cuối tháng hay là cuối quý đó thì cực kỳ lớn luôn. Và đợt này cũng không ngoại lệ. Bây giờ ước tính chúng ta có tổng cộng một hợp đồng option là khoảng 3 tỷ 1 đô la Bitcoin sẽ đáo hạn vào ngày thứ sáu này vào lúc 1 giờ chiều về Việt Nam. Có nghĩa là những mà nào mà ở Hoa Kỳ ở Cali đó sẽ là vào lúc 1 giờ sáng ngày thứ sáu. Và bây giờ là chúng ta thấy được là con số 3,1 tỷ đô la BTC này tương đương với 117.000 Bitcoin hợp đồng trên DeFi sẽ đáo hạn và cái giá max Bank đó là 26.500 đô. Và đối với Ethereum đó, thì con số cũng không hề nhỏ các bạn. Đối với Ethereum thì chúng ta thấy được là có cái giá Max Pen là 1.650 đô thì có nhiều bạn cũng mới tham gia đó không có theo dõi nhiều thì cũng sẽ hỏi thuận là cái giá Max Pen này đó là đại diện cho cái gì hiểu đơn giản nhất đó, cái giá Max Pen này nếu như mà hợp đồng quyền chọn mà kết thúc vào thứ sáu này ở cái giá Max Pen thì sẽ là cái mức giá mà nhiều người lỗ nhất các bạn nhiều người mua lỗ nhất và cái mức đó bây giờ là 26.500 đô cũng gần bằng cái mức hiện tại cho nên thùng mới nói các bạn là hôm nay đó điều thú vị là đã có một vài đợt cái giá muốn đi về cái hướng là khoảng 26.500 đô như là cái tiền một tiếng đồng hồ thì chúng ta nhìn vào một bài viết được chia sẻ bởi content khác và cũng đã thống kê rõ ràng hơn nếu như mà chúng ta thấy giá ở mức là 25 tới 26 000 đô đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái bên gọi là bên đánh xuống đó bên put họ sẽ có lời là 430 triệu đô la các bạn nếu như mà giá từ 26 ngàn tới 27 ngàn biến giá hiện tại đó thì chúng ta vẫn thấy được là cây bên đánh xuống nó sẽ lời khoảng chừng là 170 triệu đô la nếu như mà giá từ 27.000 đô tới 27.500 đô đó thì các bạn thấy được là cả hai bên hầu như là bằng nhau không bên nào có lợi hết nếu như mà cái giá là từ 27.500 đô tới 28.000 đô thì chúng ta sẽ thấy được là cái bên đánh lên đó, hay là bên calls trong hợp đồng option sẽ có lời khoảng 85 triệu đô la hiểu đơn giản hơn nếu như mà chúng ta thấy giá bitcoin đã đi về cái hướng là khoảng 27.000 đô từ đây đến thứ sáu thì chúng ta sẽ thấy được là nhiều hợp đồng sẽ lỗ nhất tại vì đây là hợp đồng option các bạn nó không phải là futures đây là quyền được mua và quyền được bán thì hiểu đơn giản hơn, nếu như mà chúng ta tin tưởng trên thị trường có nhiều cá voi làm giá thì họ đang nhìn vào con số là 430 triệu đô la nếu như mà họ có thể thành công đẩy giá Bitcoin xuống 25.000 đô, nếu như mà họ thành công đẩy xuống 25.000 đô trước khi kết thúc ngày thứ sáu thì họ sẽ có lời 430 triệu đô la và nếu các bạn tin thuyết âm mưu là sàn muốn có lời nhiều nhất thì họ sẽ giữ giá ở cái mức hiện tại các bạn khoảng chừng là từ 26.500 đô tới 27.000 đô tại vì cái mức đó là cái mức mà nhiều hợp đồng sẽ bị lỗ nhất các bạn thì đây là cái tin tức liên quan tới hợp đồng option thường chúng ta chỉ nói đến những lúc mà chúng ta có nhiều hợp đồng mà thôi chứ không phải là thế nào cũng nói các bạn nhưng mà đặc biệt là tới cuối quý đó giống như là đợt này thì là một trong những đề tài mà nhiều người sẽ nhắc tới nhất Ngoài chi Bitcoin đó thì các bạn thấy là tổng quan thị trường crypto ngày hôm nay cũng rất là tốt các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là có nhiều màu xanh xuất hiện ở trên thị trường Tổng vốn hóa ngày hôm nay đây thì tăng 0.5% các bạn, chúng ta cũng tiến gần tới 1,1 nghìn tỷ. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái tin tức lớn nhất được chia sẻ ngày hôm nay đó chính là liên quan đến chủ tịch Gary Gensler đã đến Ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là 3.0verse. Đây là một nền tảng giúp tối ưu hóa hỗ trợ bạn trong lĩnh vực tiền điện tử. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ video ngày hôm nay 3.0 Verse là một nền tảng có nhiều chức năng thú vị và quen thuộc Đầu tiên hết là chúng ta có giao dịch bằng bot đây là một cái dịch vụ mà các bạn có thể dùng bot tự động giao dịch 24 7 tận dụng cái thuật toán nâng cao để tối đa hóa lợi nhuận của bạn Nó giống như là có một đội quân tiền điện tử của riêng bạn Cái đó là multi-market trade routing với 3.0 Verse, bạn có thể giao dịch liền mạch trên nhiều thị trường, tối ưu hóa với một đầu tư tiền điện tử của mình hơn bao giờ hết. Cái đó là swapping, thì hoán đổi tài sản tiền điện tử của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn. Với 3.0 Verse, bạn có thể trao đổi giữa các loại tiền điện tử khác nhau, chỉ bằng vài cú nhấp chuột và không phải xử lý phức tạp hơn. Và tính năng kế tiếp đó chính là lending và borrowing. Nghĩa là các bạn cần mượn hoặc là cho mượn tiền điện tử 3.0 Verse cung cấp một nền tảng cho việc vay và cho vay trong hệ sinh thái tiền điện tử có thể giúp bạn tăng cường tài sản của mình và cuối cùng là Market Cost nhận thông tin chi tiết và dự đoán theo thời gian thật từ các chuyên gia để các bạn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt cho riêng mình hiện tại đây thì bạn có thể nhận được tất cả những thứ này hoàn toàn miễn phí 3.0 Verse đang cung cấp từ các thành viên Pro với mức giá hấp dẫn đó chính là zero nghĩa là không đô la cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 đây là cơ hội để các bạn có thể là thử nghiệm mà không cần phải tốn quá nhiều tiền đây là ưu đãi và thời gian có hạn những mà nào mà có thú đó các bạn có thể truy cập vào tuy io để tìm hiểu và đăng ký và yêu cầu tư cách thành viên pro miễn phí của bạn tham gia cuộc cách mạng tài điện tử với 3.0 verse để nâng tầm giao dịch của bạn và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay cũng như là thường lại để những thông tin chi tiết sẽ nằm ở bên dưới cái video này các bạn bấm vào để mà tìm hiểu thêm Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay Và chúng ta cũng đã từng nói đó, đây là một trong những nơi mà họ sẽ quan tâm đến crypto nhiều hơn Ở quốc hội đó cũng nói về một số điều liên quan đến crypto các bạn Nhưng mà ở dịch vụ quỹ ban tài chính Hạ Viện đó, thì họ lại quan tâm nhiều hơn Ở quốc hội đó thì chỉ có duy nhất một quỹ ban dịch vụ tài chính mà thôi đó chính là Hạ Viện Còn ở Thượng Viện đó, đó, chính là quỹ ban ngân hàng, nó khác nhau các bạn Và có rất nhiều clip được chia sẻ, Thuần cũng đã cố gắng uh, download rồi chia sẻ với các bạn Và để vào những cái phụ đề thì chia sẻ những cái clip này rồi sau đó mình sẽ nói thêm về những gì mà các bạn cần hiểu Đầu tiên hết cái clip này cũng rất là dễ hiểu các bạn chỉ có 43 giây mà thôi Thì trong những buổi điều trần này đó câu hỏi đầu tiên thường sẽ là những câu dễ hơn Tại vì sao các bạn? Tại vì họ sẽ giống như là tạo ra một cái baseline có nghĩa là một cái điểm khởi đầu Trước hết để nói về những chi tiết trong crypto thì đầu tiên hết phải hiểu rõ cái gì là chứng khoán cái gì không phải Thì câu hỏi đầu tiên và hỏi SEC Gary Gensler đó là có nghĩ Bitcoin là chứng khoán hay là không Một câu hỏi cực kỳ đơn giản luôn Mà các bạn thấy là Gary Gensler cũng bắt đầu trả lời vòng vòng Để thường chia sẻ cái clip này với các bạn Rồi chúng ta sẽ nói tiếp Bitcoin, you've, you've, made comments on this. You believe Bitcoin is, is, not a security. Is that true? Well, I think the staff of the SEC have also, uh, and the prior well, chair. I'm just asking you this question, and this is not a gotcha. I thought there's going to be an easy softball into harder questions. Do you think Bitcoin is a security? No, I think I've said this in the past that I think that it doesn't meet I'm asking meet the you to Howie answer test. my question now. This is not supposed to be hard. I know. I said Just it does not meet the Howey test, which is the, the okay. law of the land about being so an investment. It doesn't meet the Howey test. So, therefore, it's a commodity. Is that fair? I, I, I would say it's not a security, and then the test is otherwise for other okay. uh, laws. Mình thấy được đây là câu hỏi cực kỳ đơn giản mà Gary Ganser trở lại vòng vòng giống như là nghĩ đây là một cuộc hỏi đố mẹo hay các bạn nhưng mà chủ tịch patrick henry là chủ tịch của ủy ban dân chủ tài chính hạ viện nói đây không phải là đố mẹo đây chỉ là hỏi để khởi đầu mà thôi ngay cả Gary Ganser cũng đã từng nói bitcoin không phải là chứng khoán thì ông có tiếp tục nghĩ gì hay là không thì cuối cùng Gao Gensler cũng đã một lần nữa công nhận Bitcoin không phải là chứng khoán. Nó có phải là hàng hóa hay không? Nên thì Gao Cancer nói là đó là chuyện của những cái đơn vị khác, không phải là chuyện của ông. Tóm lại là, là gì? Và đó cũng đồng nghĩa là gì, các bạn? Cũng đồng nghĩa là Bitcoin đó sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của SEC. Nhưng mà quỹ Bitcoin Spot ETF, đó là một cái chứng khoán giao dịch trên sàn chứng khoán, thì cái đó là khác nữa, các bạn. Nhưng mà đối với Bitcoin nói riêng, đó, thì sẽ mãi mãi không nằm trong tầm kiểm soát của SEC. Đó là cái sự khởi đầu. Chúng ta bây giờ bắt đầu với cái clip thứ nhì. Cái clip gì này đó cũng là đến từ uh, chủ tịch Patrick Henry và rất rõ ràng là chủ tịch Patrick Henry cũng đã không có còn nhiều kiên nhẫn nữa các bạn và hầu như là đã cho Gary ra một cơ hội cuối cùng tuân thủ sự giám sát của quốc hội hoặc là ông sẽ là chủ tịch SEC đầu tiên nhận trách hậu tòa từ quốc hội các bạn thì để các bạn hiểu hơn đó, đây đã là lần thứ nhì những chuyện như thế này xảy ra rồi chúng ta đã nói tới cái đợt đầu tiên đó, khi đến à, quỹ ban diệu tài chính hạ viện là cách đây khoảng chừng 6 tháng các bạn thì 6 tháng trước đó khoảng thời gian đó thì các bạn thấy là scc cũng có nhiều cái biện luận liên quan đến tại sao mà ông nghĩ crypto cần phải được quản lý bởi scc tại sao ông lại đi kiện công ty này công ty kia thì lúc đó nó quỹ ban diệu tài chính của hạ viện cũng đã nói rất là rõ ràng quan điểm của chủ tịch Patrick McHenry và nhiều người ủng hộ sự phát triển của crypto và giống như là 6 tháng qua đó cũng tiếp tục làm việc và có thư từ qua lại nhưng mà rất rõ ràng là 6 tháng trôi qua mọi thứ cũng không thay đổi và đây giống như là cái cơ hội cuối cùng và một điều khác các bạn nên hiểu đó là quỹ ban dịch dù tài chính hạ viện thì ở hạ viện Hạ viện bây giờ được quản lý bởi đảng Cộng Hòa và Chủ tịch General Counselor là của đảng Dân Chủ các bạn Cho nên ngoài việc liên quan đến crypto, ngoài việc liên quan tới Chủ tịch SEC đang làm gì Thì chúng ta cũng nên hiểu nó cũng có một cái phần chính trị ở đây Nhưng mà tôi thường chia sẻ clip này với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tiếp You refuse to be transparent with Congress regarding your interactions with FTX and Sam Bankman-Fried That's the investigation we started last Congress Finally, your lack of responsiveness to this committee's legitimate oversight continues to be unacceptable. And I want to finish here. In February, the committee made multiple requests for documents to the Securities Exchange Commission. This is normal congressional oversight. Yet 7 months later, the committee has not received a single non-public document that was not part of a FOIA production. As I said, our patience is wearing thin. The SEC is not above the law, nor is it unique. Other financial regulators have routinely complied with congressional oversight. So let me be clear. I do not want to be the first chairman of this committee to issue a subpoena to the Securities Exchange Commission. And you should not want to be the first SEC chair to receive a congressional subpoena. Either we find a path forward where the SEC recognizes Congress as a co equal branch of government and is responsive to our oversight duties. Or my option is to issue a subpoena. It's time for you to consider the lasting consequences of your action, uh, your actions, and what that means to the Securities Exchange Commission's reputation long-term. While your time in this role may be temporary, the repercussions for your actions may be permanent for the agency. I yield. back. các bạn cũng đã thấy rồi đó, Chủ tịch Patrick Henry đã cho SEC, the là công nhận sự giám sát của quốc hội còn hai là nhận trách hồ to. thì này nghĩa là gì các bạn thì nếu như ta trở lại đó cách đây khoảng chừng là 6 tháng thì lúc đó đó quốc hội cũng đã đòi hỏi là chủ tịch Gary Gensler giao hết tất cả những tài liệu thư từ qua lại giữa chủ tịch Gary Gensler và Sam Bankman Free nhưng mà cho tới ngày hôm nay đó vẫn chưa có giao nộp các bạn chỉ giao nộp những gì mà được công bố với báo chí mà thôi không phải là những cái thông tin cơ mật những thông tin đó đó là những cái mà quốc hội cần nhưng mà tới bây giờ đó sec vẫn không có giao ra thì đối với lại chủ tịch patrick henry đây là một cái giống như là không tôn trọng quốc hội tại vì ở hoa kỳ đây chúng ta cũng nên biết là có tam quyền phân lập chúng ta có lập pháp như là quốc hội chúng ta có hành pháp trong cái trường hợp này chính là sec và chúng ta có tư pháp để chính là tòa án thì cả ba đơn vị này nó đều bằng với nhau khi mà chủ tịch patrick henry nói tôi không muốn là người đầu tiên trong lịch sử của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ phải đưa ra một cái các hồ tòa cho SEC một đơn vị khác các bạn Đây là cái chuyện rất là lớn Thì lớn cỡ nào đó không ai biết đâu các bạn Tại vì chưa bây giờ xảy ra hết Chưa bây giờ mà chúng ta có một trường hợp mà quốc hội nói là một đơn vị hành pháp không tôn trọng quốc hội Thì khi mà ra tới tòa đó đây là cái chuyện liên quan tới là luật của Hoa Kỳ Tại sao mà lại có một đơn vị không xem trọng quốc hội như vậy Thì cái chuyện đó là cái chuyện khác nữa Thường không nghĩ Gail Chancellor muốn là người đầu tiên của lịch sử SEC nhận được trái hầu tòa đâu. Nói chung đó, đây là cơ hội cuối cùng các bạn và đây cũng là cái bước tôi nghĩ là trước khi mà bắt đầu có những cái cuộc bỏ phiếu liên quan tới luật liên quan đến chứng khoán tại vì các bạn nên hiểu đó, có những buổi điều trần này để cho mọi người rõ ràng quan điểm của SEC, tại vì có một số người nói là chúng ta có thể là không cần phải đưa ra luật mới liên quan đến crypto nếu như mà SEC có thể quản lý được nhưng mà rất rõ ràng là cho tới hiện bây giờ đó, SEC quản lý theo cách của SEC do quốc hội không có happy gì đó và rất nhiều người trong crypto này cũng không có hài lòng với lại chủ tịch của SEC các bạn, cho nên mới có những cái buổi trần như thế này và quốc hội đó thì không có phải là rảnh đâu lúc nào cũng sẽ có nhiều cái điều cần quan tâm crypto chỉ là một phần mà thôi cho nên có những video điều trần như thế này để để xem coi là có cần phải coi trọng crypto để ra luật nhanh chóng để có thể bảo vệ sự phát triển của ngành này ở Hoa Kỳ hay là không nếu như mà không cần nữa thì sẽ chú tâm những chuyện khác nhưng mà rất rõ ràng đó các bạn đã thấy là chủ tịch Patrick Henry đã nghĩ là phải cần có luật mới chứ cứ gì hoài là không có được chúng ta sẽ nhảy qua một clip khác các bạn đây là một clip liên quan tới Bitcoin Spot ETF và cái người trong hình đó chính là dân biểu Nickel và dân biểu Nickel đã hỏi thẳng chủ tịch Gary Gensler là sau khi mà tòa án đã ra quyết định liên quan tới Grayscale là không có sự khác biệt về căn bản giữa Bitcoin Spot ETF và Bitcoin Futures ETF mà Bitcoin Futures sẽ được thông qua thì tại sao bây giờ vẫn chưa có Bitcoin Spot ETF khi nào mới thông qua thì chúng ta hãy xem cái clip này các bạn thường cảm thấy là Gary Gensler đã không những là không có coi trọng quốc hội mà cũng không có coi trọng tòa án nữa chúng ta sẽ xem cái clip Urging you to approve the listing of spot Bitcoin ETPs after your recent loss in court uh, to Grayscale. Now that the SEC has the court's decision in hand, uh, rejecting your rationale for denial, does the SEC plan to approve the current pending spot Bitcoin ETF applications? Uh, thank you for your letter. I did read it last night. Um, uh, again, we're still taking this under advisement. It's a recent court action, and staff and commissioners will take it up uh, as appropriate. The, the court concluded that the SEC's denial of grayscale lacked, quote, a coherent explanation, and then, quote, unquote, falls short of the standard for reasoned decision making, and then was, quote, unquote, arbitrary and capricious. How do you explain the SEC's actions there? Um, we. Uh, do that which we do under the law as best we can. Uh, sometimes things go into court. We're still considering that court uh, decision. I think it was a district court. Uh, I'm sorry, it was appellate court. It was appellate court, but we're still considering that appellate court uh, decision. Uh, and um, I don't want to get ahead of the staff or my fellow commissioners. Nói chung là cứ nói vòng vòng, nói là bây giờ chúng tôi vẫn thứ những lời khuyên đến từ tòa án thứ nhất tòa án không đưa ra lời khuyên các bạn tòa án là họ phán xét và rõ ràng là họ đã nói là scc đã sai Trong vụ của ray scale thì scc cần phải tuân thủ theo lệnh của tòa án chứ còn cái này không phải là một cái lời khuyên đâu các bạn không phải là ờ tôi khuyên anh phải làm như vậy <laughs> đó là điều đầu tiên Thứ nhì nữa là, là gale lời gọi tòa phúc thẩm là tòa án quận nhưng mà ngay sau đó đã nhanh chóng nói là ồ oh, đây là tòa phúc thẩm đương nhiên tòa phúc thẩm có cái vị thế cao hơn rất là nhiều các bạn à, và các bạn thấy được là dây can sự của chả đầm dầm nên là tôi và những nhân viên của tôi thì sẽ xem xét và sẽ xử lý thích hợp xử lý thích hợp là gì chúng ta cũng không biết luôn đó là cái clip uh, liên quan đến bitcoin spot etf